Ok anh em, hello anh em đã trở lại với kênh nhé. Đây, tập trước là mình đang ở Topic Band này các bạn. Bạn coi cái bản đồ á, anh á. Làm y chang đi luôn ha. Ok. Hả? Ờ, có một cái xe bên kia trống à. Mình sao mình thấy nó cái hình ảnh nó bị gì á, nó được mượt á, cho xin luôn ha, thử mượn ha. Thì thôi lái xe mình tay trái nha bạn. À, trái mới đúng nha, cái kia là dạng ngược chiều quá, quá cho đông xe luôn. Slow down. Slow down. Go on. Ủa sao vậy luôn hả? Im. Im lặng nào. Im. À, ví dụ leo lên trên chạy xuống hả? Xong. Để update inventory. Em kiếm những nguyên liệu để ẩn giấu. Bạn hả? Giúp năm ha. Wow. Con dao nè. Dao này mới đã nè. Sáu. Vâng. Dao này ngon không? Ủa sao nó không nâng được ta? Nào online không được. Thì cái gậy nó là con dao á, làm được gì hết, để đi đi. What's the big
Là gì? Trẻ là những tên trộm tốt nhất. Rồi khi bấm ít tự tác vào chúng để cho nên cái địa điểm mà chọn tốt nhất ghê. Thế nè, market viên đạn hơn vì mua đúng người ha. Nào về trà hả, à, đầu tư kinh doanh hả, tăng lên. Ồ, cái này không được hả, à rat bomb update, rat bomb update hả, bom đâu, bom nằm đâu vậy, bom từ bom đây đây hả, à smoke bomb quăng à, update gì con bơm mà mới ghê bạn nè, hai phân à, khả năng mang 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 dao à. Bom à. Boom. Tiền gửi làm gì là bạn? Đây là tiền gửi làm gì nè? Thuốc. Còn chưa? Xong ha. Ủa, còn nữa hả? Rìa. Wow. Đã à. Chân chưa? Cộng 5, cộng 6, cộng 8. Cái nào nhất mà làm thôi. Ủa? À, không anh lóc chưa, anh lóc được. Từ từ đi. Kêu nè. Ok, let's go. Cái đơ máy gì? Đi đến workshop. Ok.
BTS London. Nặng nó, nếu mà nó có bản đồ nó đi vòng vòng nó kiếm 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 hồ mày ha, để cho mình đi kiếm. Đây là do cái canh giữ nên nó không muốn kiếm. Ok, cứ diễn đàn làm gì ta. Miss Fry, I was just showing Jacob the first message was received via the mended lines. Oh, you can keep the rope launcher, by the way. We've managed to procure another one for your brother. Excellent work. Thank you again. You're very welcome, Mr. Bell. We can now defend the principle of impartial news and free speech. Free is fair, but free and brief is far better. Ha ha! Ah, Fry, such caustic wit. And on that note, we must depart. Oh, good fortune to you both. Call on me at any time. Gọi tôi bất cứ thời gian nào. Tiếp lại á. Chạy bom được. Rambo mà. Ê. Chơi Assassin theo cách Rambo là mấy cái phiên bản sao á, nó chơi vậy không? Ai vậy? Oh, you mean you don't. Nghĩa là gì? No. Anh không biết. Beautiful train you got here. Miss McBean was just telling me all about her. Name's Ned. How do you do? I won't take up more of your time. If you want to learn a thing or two about the finest transit systems in the world, you can find me at this address. Let us return to locating the Peace of Eden. We need to reclaim London from Starrick. Who am I? Targets. It's not time for that yet. I didn't come to London to hunt curios. First understand the dance, only then become the dancer. Oh, so you're taking over where father left off. Someone has to. Evie, finding the precursor artifact will give us an insight into what the Templars intend. Jacob, I have information about Starrick's associates that should be of use to you. Here. Oh, đường dây. Đi quần bảo chờ thôi. This soothing syrup has become the only medicine available in Lambeth. It bears the Templar Grandmaster's name. About time for a visit to the doctor. I don't see that cure arriving anytime soon. And what exactly will you be doing, might I ask? You know very well, tracking down the Peace of Eden. Enjoy your studies. I'll be out killing Templars. Một cái tòa nhà lúc đầu hả? Tòa nhà nào vậy? Quay nữa hả? Từ từ để mình những cái video về 120 thôi, không bị lag. Ông đi giật giật cái ta. Đến 60 luôn ha.
Gì? Một cái vô, một hầm trú ẩn hả? Ồ, mình vẫn thấy thấy lắc lắc mà. Chỉnh vị cũ đó. Thắt đi. Cái graphic nè, chắc graphic nó bị gì rồi. Trường vé 2 thôi. Shadow nó cần ít thôi. Ambient hả? Ambient sao thôi. Chắc được rồi. Ủa? Nhưng có nhiệm vụ gì mà? Được. Nhiệm vụ gì cho trên đầu á? Coi nhiệm vụ yên tâm lắm ha. Về trước à. Chưa thôi. Another exciting night home for Evie Fry. Just on my way out, actually. I found the Peace of Eden. What's this one going to do, hmm? Heal the sick? Deflect bullets? Control the populace? They're dangerous objects, Jacob, especially in Templar hands. Oh, you sound exactly like Father. Thành giống như là cha của cô vậy đấy. Lucy Dawn's expecting a shipment tonight. She's Starrick's expert in the occult. I'm nearly certain she is receiving the Peace of Eden Sir David Brewster mentioned. Sounds like fun. Mind if I join you? Promise you will stick to the mission. I swear. The contents of that box are worth more than your life and those of your entire family. Do you understand? Yes, Miss Thorne. Careful there! And double the guard on that cart! Now, Miss Thorne, there's the matter of some papers for Mr. Starrick. If you'll just come this way. Very well, but make it quick. Làm nhanh lên đi. Whatever it is she's after, it's in that chest. There are gunmen on the rooftops. Can you dispose of them before I reach the cart? I was hoping for a challenge. Nghĩ đó là một thử thách. Yến quà. Ai vậy? Đâu vậy? Chết nè. Cái chiêu. Còn nào nữa? Chị
thiệt. Ra nữa. Did you find it? Actually. Vậy đấy, tìm thấy chưa? I think it's best we leave. What did you do? It's hardly the time for questions. Whoa! Come on! Hmm. We need to get this crate back to a safe place. What do you think I'm trying to do? At a guess, I'd say kill us both. Come over here again. Jacob, stop it! Phóng dao luôn. Jacob, careful! What is it? It's papers, Jacob. Documents, research. Come over here and get it. Easy, good. Easy. Whoa! Ủa, con chạy theo kìa. Nằm đi cưng. Wow. Oh, poor documents. Perhaps you'd rather I just stop right here. Easy done. If you really want to fight, come over here. Jacob. Rồi. My sister will give you a walloping. Hai tên. Slow down now. Chậm thôi. Giữ lại. Giữ đó hả? Chậm lại hả? Rất đơn giản. Giờ kịp luôn. Well, that was fun. Thanks for the invitation. Let's do it again. Damn it. Không biết. Hai chị em, một đứa thì theo phong cách là assassin sát thủ, một đứa thì phong cách Rambo. We fixed up the train for you. Lack of paint, new rugs from Camden Loch, and my wee sister, the seamstress, did a discount on the curtains. Stupid game, if you ask me. An enjoyable day, what with Miss Thorne, papers and all, simply delightful. Ah, Evie, there you are. Okay. Ah, a solid okay.
Good for putting a bit of stick about. You may have not found a piece of Eden, but this material is invaluable. Look. You know. It says the London assassins had found a shroud. Quan sát thủ của ở London đã tìm thấy cái này. Is supposed to heal even the gravest injury. If the assassins had found something like this, surely father would have known. There must be something we're missing. Something only we can see. Thứ gì đó mà chúng ta có thể nhìn. These look like directions. Tôi nhìn thấy con đường vào rồi. Fieldwork is not really my speciality. Anh đi không? We found a clue to a precursor object. Don't you want to follow it? Put that way, one can hardly refuse. Thật là khó để từ chối. Shroud of Eden. It's said to heal the sick. Popular myth is that it brings people back from the dead, but the assassin records say that's not true. I've never heard of in London though. Do you really think Edward Kenway could have found one? He traveled extensively, so it's possible. But if he did, he kept it a closely guarded secret. Cái bảo tàng này là hiện tại còn ha. Indeed. I'm eager to find out myself. Giờ mình chơi giống như đi tham quan đó mà. It's surprising that you haven't already searched the Kenway house. Edward's son, Haven, joined the Templars. When he died, the house passed on to Haven's sister. And in all your time in London, you didn't go and have a look around? Weren't even a little curious? I suppose patrolling is better than standing still. I think this is it. Tôi nghĩ đây là đây. Look. Tôi nghĩ anh đúng. Tôi nghĩ cô đúng. Nhìn đi. I'll be in the study. I don't want to be interrupted unless you have news of the lost notebook. That makes getting in a challenge. You still intend to enter? If this is a Templar stronghold, it won't get any easier. Don't worry. We'll stay well away from Miss Lucy. Shall we? Can you check over there? Of course. Thì mình cứ đi thẳng vào ha. À, là. Đây là công viên. Xuống dưới à? Nè. Có báo nè. Trên quay. Cái gì nữa? Xem à. Cái gì đây? Wow. Cái công tiền hay cái gì? Lá thư. The history of the London assassins. Lịch sử của sát thủ London. Một chìa giá bị che khấu. Chúng tôi nghe một cái âm thanh của âm nhạc. Tại sao nó mở trước đây không? Nó đóng rồi. Chúng ta cần tìm một con đường để ra. Đây à. Ok.
Sợ cho con kia nó không làm đi, để nữ làm đi trời. Đi. An entire vault filled with assassin history left behind once again. We'll just have to reclaim this one later or find a better cache. We? I thought you preferred to stay out of field work. I was thinking more of you and your brother. I shall provide planning assistance from the train. Jacob's off marauding. There is a vacancy. Should you desire to broaden your horizons? Oh, well, Evie, I... Oh, well, Evie, I will think on it. You do that. Come, let's get above ground. Nào, cống ngầm, cống ngầm của nước ngoài là gì đó mà. Đó. Vậy mới à. Lên nào. Ý. Ok. Ủa tổng hợp, anh chưa tổng hợp được mấy cái dạ. Nên mở cái bồi cái khu được này cái ra. Đâu rồi, năm rồi. Gì đúng không? Lên nào. Lên đi bạn. Thắng Pao. Ê, mình lên. Lên đi. Lên gì? Chú ngã. Leo này ok nè. Phiên bản này leo giống mấy phiên bản mới giờ nè. Thoải mái à. Gì? Con cũ chế độ leo dở quá. Ok, lên nóc luôn. Hả? Quay hả? Ở dưới hả? Trời đất ơi. Dưới. Dưới.
Oh my. Xuống nào. Xuống, xuống. Xuống đấy cưng. Đúng rồi, đúng rồi. Xuống, xuống luôn, xuống luôn. Đúng rồi, đây nè, đây nè. Anh làm mấy tòa tháp cao ghê ha. Xuống nào. Pick lock. Chặt lại, chặt lại. Ngon. Đây ha. Dưới ha. Nó giấy gì giấy gì vậy? Quăng đường gì? Đi xuống quăng nữa ta. Thu công các bạn. Đây này. Đi à. Đi nè. Trời ơi. Bắn chi không biết. Chim mà bắn. Lên lên đi. Ừ, ai biết mình ở đâu. Ôi thoải mái luôn. Ok. Báo đài nè. Thì mở rồi mà nó vẫn chưa được ha. Đi nào. Bye. Tuông.
Con thấp gì? Thấp rồi bắn. Rồi. Đi chơi chứ. Gì đấy? Not guilty. Tôi không tỏ là gì á. You, you're the one. I assure you, we've never met. Is this a prize fighting ring? You bet your eyes and ears it is, my lord, my lady. The name's Robert Topping, best bookie in all of London at your disposal. Well, second best, but my mum says Don was a bit of a nincompoop. Anyhow, I can show you a vast array of exciting things. From prize fights to carriage races. I think we can afford to spend a little time here. Oh yeah. Oh yeah, đánh cả. Wow. Trời ghê vậy. Trời. Wow. Wow. Enjoy thích thật. À. Đánh này nó có gì hả? Phải lớp thứ 2. Nào.
Wing. You've got good instincts leaving early. My mother would commend you for it. Me? I always stay. Rời khỏi nè. One round. Ủa là sao? Nó không có tác dụng gì cho việc mình mở rộng cái bản đồ này các. Qua đây đi. Con chó mà. Chọn nè. What the devil is going on over there? I'll slice you to bits. You were a quiet moment in London, I suppose. There, girl. Xuống nào. Xuống. Xuống đi. Trời gì mới chịu xuống á trời. Xuống bé ơi. Xuống. Đúng rồi. Xuống vô hầm. Chạy 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 chạy. Cái gì vậy? Nhảy lên. This is my God, this is Michel Rouge's vault. Michel Rouge's vault. It can't be. Khoảng trống. You have no idea who that is, do you? I'm the foggiest. He was an assassin. Father had one of his books. Legend says he found some fabulous treasure near Bath that drove him mad. He locked it away beneath London, in a vault that could only be opened by a set of special musical boxes. Special musical boxes? Now who's mad? Bí mật hả? Là sao? Còn được mở rộng chưa? Chưa luôn hả? Chưa.
nâng cấp cái quăng dao á, giờ quăng dao nó tương cao ấy trời, cái luôn mày. Tin. Rộng được vụ này đúng à, đây gì ủa là sao ngắm cảnh à. À. Cho đứng ngắm cảnh nó ghê. Thiệt. Nè, coi nhiệm vụ gì đây cho mở rộng đường phố coi. Ờ. Pitpan. I knew you'd show. My warmest welcome. It's our business to keep London in balance. Công việc của tôi là giữ cho cái London này cân bằng. Our biggest problem, the blighters. If you could rid us of them, I'd be ever so grateful. It would make London safer. You find anything that sparkles, it's yours. I do love a bit of sparkle. What? If the time ever came, I would lay down. Where Hero? Đến đâu giờ? Ủa là nãy nó nói cái gì vậy không biết. Nhiều người quá nó đơ nè trời. Đông quá. Đông người quá, đông người quá. Mình chỉnh cái. Người đông quá nó bị lag. Graphic. Biên này. Ốp luôn đi. Ok. Luôn sao đâu à. Lâu luôn đi vô rồi. Đó. Chết lầy. Okay. Đi vào khu vực khó khăn hả? Có gì đâu khó ha, xử đi. Giỡn rồi. Đi nào. Thank you.
Jacob, Miss Fry, how good to see you. Oh, have you seen Starlik's latest lies? Lies in a newspaper? What transpired from the new line you're establishing? Oh, the cables we ordered never arrived. And then we intercepted this. A message mentioning cargo seized at College Wharf. Then let's unseize it. Oh, wait. Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dart mechanism to work with your bracers. Alec, you're a genius. Well, that patently is untrue. Although I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Just when I think you can't surpass yourself. Chuyên gia về mình cải tiến này kia ha. In real. There you are. Thế thôi. That's it. Atta girl. Next time, make sure you're working for the right people, you lummox. Don't worry, we'll see your cables get delivered. They've got themselves a new destination. Acquire. Yeah. Đơn giản thôi. Nặng đi. Đây là phải là người nói đâu, chuyện đâu. Có cái này hả? Tinh tinh tinh. Ủa cái thùng này. Bị lỗi. Hả?
ở dưới hầm kìa. Tầng hầm. Mình sẽ xuống tầng hầm đây. Ủa, có đường xuống không? Kiếm đường xuống tầng hầm nó mới ghê. Ủa, có cái gì? Rồi gì? À, quăng hả? À, để bắn lên đó hả? À. Để cái gì? Đường vào cái gì? Luôn, đúng rồi. Đường vào. Bơi 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 hầm nước mưa cho nó mưa đó nó mấy à đây nhá vậy trời mưa nó mới thoát nước được chứ làm hầm nhỏ quá. Ủa à cái hầm hầm à hầm vàng bên kia kìa. Xuống đi. Nước dơ quá đang ngòm. Có xà bông nữa hay sao? Nổi lên bình. Thùng này nãy giờ không thấy ta. Thì cái đau lòng kìa. Xong nha. There's trouble on the docks, lads. We need to get this load to Steric now. All done. Gì đến cargo ship? Vô xong rồi bạn ơi. Poison. I'm sure Mr. Bell will find this most interesting. Giờ sao? Có điểm nào ai nè lại đây mở cửa mở cái telephone cho nó nhanh phương làm ơi bên nè lên. Giờ giơ một chân đứng chân nữa.
được nhưng mà căng ngang. Cầm ở đây ha. Vô không biết. No. Phải lên nữa. Thôi đơn giản thôi ha. Rồi nhìn thấy đây nè. Phải luôn, xong rồi đó. Lâm từng thằng vậy đó. Oh. Địa bàn. Này bắn dây bắn sao không được. Nó rồi xong. Tào lao.
Ủa kìa, mẹ cố định hay sao à? Ủa hình như là có không gian cả. Đơ luôn. Okay. Nó không có biến nữa ta. Thiệt á. Đang ghi xong rồi. Cái tầm của cái này gần quá. Trời ơi, nhảy xuống đi tím ơi, tím nhảy. Đi. Đi nhảy đi. lên đi. Ủa gì? Về chỗ nãy đúng không? Về chỗ nãy xong rồi mà. Đi ra đi chợ. Wow. Không rượu à? Rượu đó. Ủa, nhứt kè tội ác à? Hàng trăm thứ thuế làm cho con em chúng ta phải đầu đường xó chợ vậy. Careful there, Mr. Bell. Every worthwhile endeavor is fraught with dangers, my dear friends. None more so than yours. But you have triumphed once again. How do you know? We have entered the age of communication, remember? We've already received word from Greenwich that the shipment has arrived safely, thanks to you. Have you discovered what else is in that shipment? Indeed. I'm afraid that Starek's poison has found its way onto the open market. If he believes that will stop us, he is mistaken. Okay.
because it makes people disappear inside. Gì? Jacob đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới. Phát hiện ra một loại thuốc mới à? Biểu tượng đó là biểu tượng assassin đúng không? Tức là đi giám sát đúng không? It's all he drinks. Your syrup is liquefying him. He's turning him simple headed. Now look now. You are scaring away my customers. Why don't you bugger off or I'll give you something to remember me by. Oh, you can't talk to me like that, you little gutterling. What's all this then? Oh, sod off. If you'll excuse me, madam. Chạy đâu bạn ơi. What the hell do you want? What the hell do you want hả? Nó khóa lại. Ồ hèn gì bắt mình chạy này nè. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Chạy đâu. Các bạn ơi. You'll regret that. Tell me where the syrup originates. All I know is they make a run each day between the gasometers and the asylum. Chạy đi. Thế nào? Chạy nó coi. How do you do? I heard the news. Please accept my condolences. Yeah. Có đi chơi thăm này. Cái này.
đốt cái cháy cái hang ổ của bọn trộm cắp hả? Ok. Một nguyên khu vực luôn nè. Wow. Thôi. Về đây thôi. Thôi đi đi. Đông ghê á. We'll get a shipment tomorrow. Let's find out where that syrup is made, shall we? Ngoài không? Không muốn không? Từ lút đỏ thôi. The man in charge of the syrup distribution runs a fighting club at the foundry. Đến đây 100 mét đi hả? Khu này khu gì? Bao Hunter. Đây nha. Đi vào đây. Người vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Vô đi nào. Lên nào. Đi nào. Steady on. Ủa, sao nó chạy ngược chiều vậy? Đúng chưa? Ok chưa? That's the way. À đợi cho tụi này đến nè. Đây đúng rồi. À. Xuống ngựa. Trời ơi. Thì... Thank you kindly. Đơn giản như sao? Ok, mình đâu rồi?
Đằng này hả? Lên tòa tháp này hả? Lên nào, lên nào. Được không? Ủa mình làm được ta? Chắc qua được chứ. Leo lên rồi. Lên cao này rồi nhìn cảnh đã chứ. Khó quá. Chúng người dân ấy. Em làm sao làm? Có sao anh ơi? Chết luôn rồi. Ôi mà.
Nãy nãy đâu thì là hey, xong các bạn ơi. Báo đài của băng đảng hả? Ok. Xong rồi. Nó có mở rộng ra cái khu vực. À, mở rồi nè. Đó chơi rồi. Trong đây có gì vui không? Rồi mình nâng cấp lại được cái gì đây? Chích mũ ghê. Bom à? Không gì. Mental. Được chưa? Kêu nó. Nó đạt level 7. Tăng đốc à. Wow. Tăng sát thương lên cái xe khác. Tiền hả? Quăng tiền ra hả? Ra lượm tiền. Tầm nhìn nè. 80 à. Có điểm nhiều mà ha. Đánh nhau
cho ai. Chưa được hả? Cấp độ luôn. Giờ đâu cần máu đâu. Em full đi ha. Tăng lên này. Hết hả? Bắt tinh. Hết được gì? Ok. Đâu rồi mà? Hai mũi. Ở đây đúng rồi. Kìa. Trang bị chưa? Trang bị rồi mà đúng không? Ở dưới này hả? Qua đồ mới nè. Con. Cái gì? Wow, quý sạch không? Ok. There you are. So this break up. Xong bạn ơi. Giờ sao nào? Where is the syrup, mate? Speak now or forever hold your... The distillery. It's a large building beside the brewery. Now, to stop soothing syrup production once and for all. Không biết à. Hả? Giờ làm gì? Xe rồi. Xong không?
Vui nè, đập này trước nè. Ủa sao nó chạy vậy? Ủa sao chạy vậy ta? Này phải nãy vậy? Tại giờ mình không đánh ngất cái gì? Tên kia ta không có xử tụi mày đó nha. Được đi. À. Ok bạn ơi. Nha. Hả? Gì? Quay thì điện chọn mới ghê chứ, vụ chọn mới ghê. Rồi có cái xe nào cho đi ấy. Người đâu không? Ủa cái này là cái gì ta? Đùa hả? Khỏi đi. Không đùa. Đùa mình thích chơi, mình tải chơi trò đua xe chơi rồi, chứ đâu chơi trò này. Ok bye bạn, hẹn gặp lại bạn tiếp theo video chơi. Bye bye.